nếu mà học cũng vẫn được, như là 3 tuổi, nếu mà người nào mà con cái chừng 3 tuổi khi mà biết nói, chúng ta dạy nó biết, nó cũng sẽ nhớ. Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con, cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui, hạnh phúc. Trong video hôm nay, Phương Văn xin phép được chia sẻ về câu chuyện của bé Tường Lam. Hôm nay thì quý bà con, cô bác sẽ được lắng nghe từng cái trích đoạn mà Phương Văn xin phép được trích lại. Đây là lời giải thích của thầy về hiện tượng của bé Tường Lam ở Việt Nam mà trong thời gian qua chúng ta nhiều người đã biết đến. Cái sự lan tỏa của cô bé 5 tuổi biết về kinh Phật và kêu gọi để nhiều người có cái tấm lòng để đóng góp gạo cho bà con nghèo nơi đây, và nhiều cái sự lan tỏa nhiều hơn nữa trong cái tương lai. Thì kính thưa quý bà con, mấy hôm nay thì cái việc sự lan tỏa của bé Tường Lam đã được nhiều bà con, cô bác đồng tình và tự tâm mình để phát gạo cho bà con, thì điều đó chúng ta thấy là rất là vui vì cái sự lan tỏa của bé. Và về việc mà bé có thể là nhiều quý bà con cô bác nó kiếp trước có tu, hay là cái sự khoa học phát triển rồi bé Tường Lam tự học thuộc những câu kinh kệ đó. Và hôm nay thì trong cái video này thầy sẽ chia sẻ và chúng ta sẽ suy nghĩ về những cái lời nói của thầy nói, thì chúng ta cũng là xem đây là một cái việc mà bình thường. Tại vì như thầy đã chia sẻ mở đầu video thì Phương Văn có trích lại đó quý vị khán giả, thì nhiều cái đứa trẻ hiện nay là rất thông minh, và Phương Văn cũng gặp một vài trường hợp, đặc biệt là khi mà bé đã biết nói, chưa học tiếng Anh mà tự bản thân bé là bắt đầu đã nói tiếng Anh, đã nói tiếng Anh nhiều hơn nói tiếng Việt, mà trong khi đó cha mẹ nhà không có nói tiếng Anh, không có biết nói tiếng Anh, thì chỉ có một mình bé thì không, chưa đi trường lớp nữa. Thì cái trường hợp đó là Phương Văn cũng có gặp rồi. Sau này lớn lên bắt đầu đi học thì ba mẹ phải là cho đi học tiếng Việt hơn là đi học tiếng Anh. Tại vì khi nói tiếng Anh nó rành hơn tiếng Việt. Thì đó là cũng là một cái hiện tượng mà rất là đặc biệt. Bé có thể là nói được mà không ai dạy. Thì chúng ta cũng gặp đâu đó trên mạng xã hội hoặc là cũng ở thế giới. Những đứa trẻ mà khi mà sinh ra thì chưa có đi học bao giờ mà biết đọc chữ được, biết hát karaoke, thì thường chúng ta nói là đây là một thần đồng này kia nọ đó. Thì quay trở lại cái việc bé Tường Lam mà thuộc lào kinh Phật khi bé mới 5 tuổi thì có hai luồng trái chiều khác nhau. Nhiều người nói ở đây là cái việc mà bé Tường Lam có tu từ kiếp trước và bây giờ thì thuộc lào những kinh Phật như vậy. Thì 10 bài chú thì nó quá khó đi chứ không phải dễ dàng gì đâu. Đối với người lớn là nhiều cô chú chia sẻ đã học quá trời, học mấy năm trời mà không thuộc hết. Thì chúng ta là trong cuộc sống mà chúng ta còn nhiều cái phải lo toan trong cuộc sống đời thường, biết bao nhiêu cái để lo. Cho nên cái việc mà người lớn của chúng ta mà để tâm vào để học thuộc á, thì nó phải mất thời gian dài hơn những đứa trẻ như thế này. Và như thầy đã chia sẻ thì quý bà con lắng nghe. Bé đã có tu thì giờ dòng lại cái này ít nhiều bé đã còn nhớ lại cái quá khứ, có hiểu không? Thì đã thầy nói là tất cả có những bé như trường hợp của bé là ngoại lệ, cái thứ là đếm trên đầu ngón tay, có hiểu không? Cũng là đồng thời cũng tái sinh, đầu thai tái sinh giống nhau, nhưng mà người như bé cũng vẫn có, không phải riêng bé mà cũng có rất là nhiều đứa, không phải, nhưng mà đếm trên đầu ngón tay rất là ít, có hiểu không? Bé đã nhớ lại từ kiếp của bé nhớ lại như. Nhưng mà nếu mà tụi con không khéo rồi cứ để ca tụng đưa bé lên ngoài, cái vô tình đưa cái bản ngã bé, tự nhiên một ngày nào đó bé sẽ mất đi cái này. Tự nhiên con người chúng ta không còn thanh tịnh, không còn một tờ giấy trắng nữa, chúng ta trong đầu của chúng ta còn vì cái danh, vì cái lợi, vì một cái gì đó là tự nhiên nó sẽ mất đi cái đó. Kính thưa quý vị khán giả, sau khi thầy đã chia sẻ về bé Tường Lam thì kiếp trước là bé có tu, cho nên kiếp này vẫn còn có thể là nhớ lại như vậy, là tiền kiếp bé Tường Lam này có tu đó. Thì như nhiều quý khán giả cũng đã theo kinh Phật, cũng theo về đạo Phật, thì cũng nói là có nghĩa là tiền kiếp trước là bé có tu, cho nên kiếp này bé có duyên, có nhân duyên với Phật pháp nữa, thì bé sẽ dễ dàng nhớ và
và nhớ cái những cái mà cái chú dài như vậy, những cái bài chú mà dài như vậy đọc rất là khó, thì chính bản thân Phương Văn đã trải qua những cái việc đó, là khi đọc những cái bài chú đó mà mình dò theo sách sư sư cô đọc, đọc mà mình dò theo mà mình còn bận vẫn bị lạc, Phương Văn lạc dòng, lạc lối, lạc trang ha. Đó là Phương Văn biết nó khó cỡ nào. Thì thực sự khi mà thầy chia sẻ là bé Tường Lam 5 tuổi này là coi như là tiền kiếp là có tu hành, cho nên kiếp này thì vẫn còn nhớ lại như vậy, thì chúng ta cứ nghĩ nếu mà quý khán giả nào tin về đạo Phật, tin về Phật pháp, hoặc là có học qua, hoặc là có nghiên cứu, thì chúng ta cũng biết chút ít là bé Tường Lam có nhân duyên với Phật pháp, và ở từ kiếp trước hay là kiếp này thì bé vẫn còn nhớ như vậy thì điều là rất là tốt. Còn nếu như chúng ta tin về khoa học, không nghiêng về triết lý đạo Phật, thì chúng ta thấy là bé Tường Lam là một cái đứa bé rất là thông minh, rất thông minh và sáng suốt, mà chúng ta phải công nhận điều đó. Nhiều nhiều cô chú bác, đây là chứng minh khoa học nha, nhiều cô chú bác nói tôi đọc cái bài kinh kệ mấy tháng trời mà không thuộc, 3 năm trời mà không thuộc, giống như mẹ Tường Lam có nói đó, chính mẹ là tìm những cái bài giảng trên TikTok hoặc là trên TikTok á để học, mà mẹ của bé Tường Lam học 3 tháng mà không thuộc, thì đó là sự thật. Và nhiều cô chú khác cũng nói là chứ tôi học mấy năm trời mà nhiều khi đọc rồi còn vấp lên vấp xuống nữa, thì các cô chú chia sẻ cũng là sự thật. Như Phương Văn đã chia sẻ là bản thân Phương Văn mà đọc chỉ dò theo thôi, mà Phương Văn đọc mà còn lạc dòng lạc lối, thì Phương Văn biết là những cái bài đó khó cỡ nào. Và nhiều cô chú nói là có nghĩa là học thì cũng 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 thuộc chứ không phải không, nhưng mà mất nhiều cái thời gian lắm, và học là không có đọc thuộc lào như vậy. Thì chúng ta thấy là cái sự thông minh nhạy bén của con bé Tường Lam, nếu như về mặt khoa học mà có nghe đâu đó từ kênh YouTube hoặc bất cứ cái việc gì có nghe ở đâu đó mà nhớ như vậy, thì chúng ta cũng thấy là thán phục. Thán phục ở bé Tường Lam là thông minh, minh nhạy bén. Và khi chúng ta nhìn cái bề ngoài á, như thầy đã chia sẻ, thì nhìn diện mạo bên ngoài rất là xinh xắn, rất là hiền lành, và nói năng thì từ tốn, vân vân. Nói chung là khi nhìn bé thì thấy bé là có duyên với Phật pháp, thì cái điều đó chúng ta cũng rất là mừng, rất là vui. Khi một người mà có duyên với Phật pháp như vậy thì lòng hướng thiện luôn lúc nào cũng hướng tới cái việc mà làm việc thiện và hộ độ cho những người khác, ví dụ như là những con vật mà bị sát sanh này kia nọ đó, thì bé nói là hộ độ, đọc bài chú đi hộ độ cho những con vật đó. Và những cái lời nói linh hoạt của bé giống như là ăn con vật đó nó sẽ đau đớn này kia, nó oán hận này kia nọ đó. Nếu ai nói lợi thì xá đời, bởi ra bạc xà ra là rỉ, bàn đà lợi, bạc xà ra bàn nghi phấn, hổ hồng đô lô ôn phấn ba bà ha. Đúng rồi, cái đó cái cuối cùng của Phật, cái chú của Lăng Nghiêm cái cuối cùng à, Lạc Lai Lạc Ma đó, khi mà ta kiến ngộ đó, ta muốn tái sanh để dòng đời kiếp sau đó, bắt đầu lấy ta nói là ta sẽ chết, người ta sẽ xả thân này đi rồi ta sẽ đầu thai lại ở cái làng đó ngày đó giờ đó đó, rồi cái bắt đầu cái tới ngày đó giờ đó đợi bé đó 8 9 tuổi bắt đầu cái ta tới cái làng đó người ta tìm, thì lấy những cái vật dụng mà ngày trước của vị Đạt Lai Lạt Ma đó đó từng sử dụng đó đem lại đó, đứa bé nào nó nhận dạng là cái đó là của nó, là đứa đó là tái sinh của hòa thượng đó, thấy chưa, của vị đó. Thì đó là cái sự linh hoạt của bé nói, chứ thực sự ra là khi mà con nít mà nó khắp phát ngôn ra mình đâu có dạy được đó. Thì quý bà con thấy đôi khi mình nuôi con hoặc là cháu mình trong nhà đi đó, những đứa trẻ mới bắt đầu biết nói đó, đôi khi tự nhiên chỗ nó phát ngôn ra một cái câu nói mà mình bất ngờ luôn, ô sao mà nói được vậy mà không ai dạy bé, không ai bài dạy bé, thì chúng ta thấy là mình cũng thấy là bất ngờ đó. Thật sự Phương Văn chia sẻ một cái việc này, mà khi mà Phương Văn nuôi con của mình đó, từ nhỏ đó, khi mà bé mới biết nói lần đầu đó nha, mới biết nói á, mà mới biết nói ghép được mấy từ đó, thì lúc đó Phương Văn tắm trong toilet ra, thì bé ở ngoài bé nói mẹ đẹp quá, hoặc là mẹ đẹp lắm đó, những cái câu nói của bé là có nghĩa là bé ghép lại ba được 3 từ mà trước đó là chưa có biết nói được 3 từ. Ví dụ mà nói con mèo thì bé lấy mèo, hoặc là mình giải từ con gấu thì bé nói gấu,
cá, xe, đó là có nghĩa là nói một từ. Thì mình nuôi con mình thấy ô trời sao hôm nay tự nhiên con phát ra ba từ là bé nói với Phương Văn là mẹ đẹp lắm. Trời ơi, Phương Văn ôm con lên mà thật sự luôn mà bất ngờ tim rụng luôn á quý bà con. Mà lần đầu tiên bé ghép được ba từ đó mà đâu có ai dạy bé đâu. Đó, thì Phương Văn tới bây giờ mới biết được là khi những cái đứa trẻ đôi khi á, tự trong cái suy nghĩ nó tự trong đầu nó phát ngôn qua những cái từ mà chúng ta chưa từng dạy, mà không biết từ đâu nó phát ngôn qua được những cái từ đó mà chưa từng học ai. Thì những cái đứa trẻ bắt đầu biết nói, đôi khi có những cái câu nói vô cùng dễ thương, vô cùng đáng yêu như vậy. Thì ở bé Tường Lam cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta thấy cái sự mà và phát ngôn linh hoạt, hoạt bát của bé khi mà ứng xử trong sinh hoạt á, thì hoặc là trong gia đình, hoặc là khi mà mình trả lời phỏng vấn thực tế mình thấy đó, thì cái sự tháo vát lanh lẹ của bé Tường Lam thì chúng ta phải nói là rất là phục. Tại vì khi mà bé nói rất là trôi chảy, nếu mà chúng ta có dạy cho bé hoặc là dạy cái cách trả lời này kia nọ đi thì bé cũng phải ngập ngừng ấp úng. Và nhiều cô chú bác nói nếu mà một người nào nói dối á, thì chúng ta nhìn là biết liền, đôi khi từ cái ánh mắt, từ cái ánh mắt, từ đôi bàn tay, từ dáng điệu cho tới cái khẩu hình là cái người nói dối á, thì nhìn những nhiều cái yếu tố đó thì chúng ta biết là cái người đó không thật thà đó. Thì cũng có thể là đúng như vậy, tại vì mỗi người có cách nhìn khác nhau. Có người nhìn cái đôi mắt như vậy là không thật thà, hoặc là đôi khi nhìn cái đôi tay, cái đôi bàn tay á, đôi khi hoặc là nhìn cái khẩu hình, hoặc là cái nhìn cái gương mặt đó. Thì nói chung là nhiều cái yếu tố mà chúng ta nhìn ra cái người đó có thật thà hay không, có dối trá hay không đó. Rồi nhiều cái vấn đề khác thì chúng ta suy đoán bên ngoài như vậy. Đôi khi cái diện mạo mà trong lúc mà ứng xử thì chúng ta cũng nhìn ra cái người đó một phần nào là cũng có cái phần trăm đúng trong đó. Về việc bé Tường Lam thì bây giờ thầy đã chia sẻ phân tích thì chúng ta cũng không có cái gì để nghi ngờ nữa, là bé thật sự là có duyên với Phật Pháp, có thể là từ kiếp trước và lẫn kiếp này thì bé vẫn còn nhớ lại. Nhưng mà trong câu chuyện của bé Tường Lam thì thôi, chúng ta cứ nghĩ rằng là bé rất là thông minh, nhạy bén, học thuộc qua nhiều cái bài kinh chú như vậy. Thì ở đâu đó thì chúng ta nghĩ là bé là một cô bé rất là thông minh, chứ không có như lúc đầu mà nhiều vị đây tin đây là một cái bé là xuất thần xuất chúng đó. Thì lúc đầu Phương Văn cũng rất là ngạc nhiên, tại vì cái hiện tượng gọi là hiện tượng của Việt Nam luôn, khi mà một cái video đầu tiên lên thì chúng ta thấy là ồ, cả đất nước Việt Nam nhiều người, tại vì khi mà cái YouTube nó xuất ra thì không phải ở Việt Nam không, mà tất cả quý cô chú bác trên thế giới đều ai cũng có thể xem được ha. Đâu đó chúng ta bắt gặp được thì chúng ta xem, thì nó lan tỏa rất là nhiều. Và cái sự quan tâm của quý bà con cô bác đang theo dõi cái câu chuyện này thì dần dần được hé lộ qua nhiều video nha, qua nhiều clip chúng ta chia sẻ. Thì cũng không phải bé Tường Lam là một cái hiện tượng là thần đồng hay là những cái vị Phật xuất hiện giữa đời thường đó. Thì bây giờ thầy đã giải thích là quý khán giả bà con cũng đã hiểu, thì chúng ta thầy để cho bé nó thuận theo tự nhiên, coi rằng là cho rằng là bé thông minh hơn những cái đứa trẻ cùng trang lứa, thì chúng ta cũng công nhận như vậy là về thuộc kinh Phật. Rồi khi mà trả lời với những cái cô chú mà phỏng vấn thì bé rất là linh hoạt như vậy, thì cũng rất là mừng khi mà ba mẹ bé đã sinh ra một đứa con rất là ngoan ngoãn, dễ thương và hiểu Phật Pháp như vậy. Thì đó là một cái hướng thiện cho mỗi người mà thôi, nhưng mà rất là có duyên với Phật Pháp, cho nên là bé Tường Lam mới hiểu được và đọc được những cái kinh Phật như vậy. Thì thôi, chúng ta thấy là đây là một cái việc mà bé sẽ hiểu được kinh Phật là tốt, nhưng mà cũng không phải là thần đồng, mà cũng không phải là một vị Phật xuất hiện trong cái cuộc sống này. Cho nên chúng ta cũng hạn chế, đừng có tin theo cái sự mà bé Tường Lam là một vị Phật Như Lam như chính miệng bé đã nói đó. Thì thôi, gì chúng ta cũng bỏ qua. Đôi khi con nít mà
Nói về đạo Phật thì chưa hiểu gì đâu, nhưng mà có thể là trong tiền kiếp, như thầy chia sẻ là bé đã nhớ lại đó, nhớ lại. Thì với cái độ tuổi 5 tuổi này thì vẫn còn ngây thơ ngây ngô, cho nên việc nói là vị Phật Tường Lam xuất hiện thì chúng ta cũng nói thì vẫn nghe vậy thôi, nhưng mà chúng ta đừng có thần tượng hóa về vấn đề đó. Với thứ hai là nói về tuổi tác, xem tuổi thọ người này người kia thì mình không có kiểm chứng được cái vấn đề đó, cho nên đừng có đẩy câu chuyện đi quá xa, mà mình đừng có, mình nghe thì mình vẫn nghe, mình biết vậy thôi, nhưng mà nói cái việc tin hay không thì tùy mỗi người, nhưng mà không có sự kiểm chứng thì chúng ta cũng chưa chưa chắc gì đã tin được. Và cái thứ hai nữa là coi về cái người mà đã mất này kia nọ, thì lúc đầu Phương Văn thấy là sao mà xuất hiện có những cái câu nói lạ lẫm như vậy, mà câu chuyện nó rất là lạ, mà chưa ai kiểm chứng được cái vấn đề mà bé Tường Lam nói về cái việc đó đúng hay sai. Mà dù sao đi nữa thì bé Tường Lam cũng là một cái đứa trẻ mới có 5 tuổi thôi. Cho nên là chúng ta chúc mừng bé là bé đã có cái tâm hướng thiện, hướng về Phật Phật Pháp, thì để cho bé làm được những điều tốt lành và đôi khi lan tỏa tới những bà con cô bác. Mình có thể là cũng ăn chay niệm Phật, đó là tu tập cho tốt bản thân mình mà thôi. Và cái việc mà bé đến trường mỗi ngày, cái việc mà ăn chuối với cơm và đi đâu cũng là như vậy, nếu mà không có chuối thì không ăn được. Thì chỉ ăn cơm với trắng thôi, ăn cơm trắng thôi, thì đó là cũng một cái, đây là một cái cũng hiện tượng lạ của cơ thể nữa, mà ở đây thì cũng chưa có chứng minh được, bác sĩ chưa có xem và cũng chưa có giải thích về cái vấn đề mà tại sao bé không thích nghi được với những cái loại thực phẩm khác. Thì chắc có lẽ là bây giờ bác sĩ chưa giải thích, nhưng mà mình cũng có thể đoán được là chắc có lẽ là do cơ địa của bé phù hợp với một cái loại thực phẩm đó thôi, còn những cái loại khác thì trong cơ địa của bé nó không có thích nghi. Đó thì mình nghĩ vậy thôi. Chứ bây giờ như mình, bây giờ mình ăn một cái loại quả nào đó, mình ăn cơm một cái loại thức ăn thôi. Ví dụ như bây giờ mình ăn một ăn cơm với đậu hũ đi, suốt ngày quanh năm suốt tháng là chắc có lẽ là không có ai ăn nổi luôn. Thật sự nếu mà ăn vậy là thôi là bỏ cuộc luôn đó, chứ làm sao mà ăn nổi. Đó, mỗi một ngày mình phải đổi món, một năm ngày mình cũng phải ăn quanh quanh lại là ba món đi, kho rồi chiên rồi xào gì đó đó. Chứ còn nếu mà một món mà cứ năm này rồi sang năm nọ thì thôi là tất cả trong chúng ta chắc có lẽ không ai ăn nổi đâu. Mà bé Tường Lam lại ăn chuối quanh năm suốt tháng, đi học cũng vậy, cũng ăn quanh năm suốt tháng như vậy, thì chúng ta thấy là đây là một cái hiện tượng cũng là mình thấy là cũng lạ cái cơ thể của bé thôi. Chứ còn việc mà ăn chay niệm Phật thì chúng ta đã nghe thầy giải thích rồi, có thể tu là từ kiếp trước, là kiếp này vẫn còn lưu lại những cái tiềm thức và nhớ lại những cái bài kinh Phật. Và cũng có thể là bé còn nhỏ, bé đã học nhiều lần, đọc nhiều lần như vậy thì bé cũng thuộc đó. Như thầy đã nói, tại sao mà những bé mà đi ở trường về học qua những cái bài mẫu giáo đó, bài hát đó mà bé thuộc hết. Nhưng mà thật sự nói cho quý vị khán giả và các cô chú chắc có lẽ là cũng công nhận điều này, bài hát thì có thể là dễ thuộc thiệt đó. Mình hát vu vơ vì những đứa trẻ đôi khi là nhiều cô chú đó, ở cháu ở nhà là thuộc 50 bài hát luôn, thuộc 50 bài hát, mà trong khi đó đi mẫu giáo thì chưa có biết chữ, chưa biết đọc mà thuộc. Thì cái bài hát thì dễ thuộc thiệt, nhưng mà cái bài kinh Phật á, những cái bài chú đại bi, những cái bài chú mà dài nữa, mà bé Tường Lam mà đọc như máy luôn á, thì phải nói là cái sự thông minh của các bé. Như một cô khán giả có chia sẻ, cháu ở nhà là thuộc 50 bài hát là thiếu nhi. Thì quý vị khán giả thấy ở Việt Nam chúng ta hồi đó con bé Xuân Mai không, nó mới có 2 tuổi mà nó ra được bao nhiêu album luôn đó, mới có 2 tuổi thôi. Bây giờ chúng ta xem lại đi, bé chỉ có 2 tuổi thôi mà lên video là bắt đầu thần đồng từ đó luôn đó, thuộc hết. Coi như đọc qua một lần có thuộc, ba mẹ dạy qua một lần là thuộc. Bởi vì bé Xuân Mai xuất hiện cái lúc mà video, những cái MV mà lúc là 2 tuổi con cò bé bé, bây giờ là gắn liền với tuổi thơ của bé là Xuân Mai, cũng như là tất cả các bé ở Việt Nam, cũng như là những bé hải ngoại đã từng nghe con cò bé bé là biết là Xuân Mai thần đồng lúc 2 tuổi rồi, thuộc biết bao nhiêu bài hát, mấy trăm bài hát luôn đó. Thì chúng ta thấy bé bé nó cũng cũng đâu có biết chữ,
đó chỉ dạy qua thôi, mà thực sự cái trí nhớ thì khi mà lớn lên thì cái lớn lên thì từ từ cái việc mà chúng ta thần tượng quá về thần đồng đó, cái thời điểm đó thôi, nhưng mà khi lớn lên dần 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 thì có chúng ta sẽ thấy là hòa nhập vào bình thường chứ không có gì mà khác biệt với bao đứa trẻ khác. Thì có cô chú nói là thì còn nhỏ thì xuất hiện như vậy, nhưng mà từ từ lớn lên thì cái việc đó nó cũng là không có gì khác biệt. Như sư thầy đã chia sẻ đó, thì chúng ta cũng đừng có thần tượng quá về việc mà bé làm những cái việc mà ví dụ như cô tuổi tác rồi đón tuổi thọ rồi nói là ta là vị Phật Như Lam này kia nọ đó, thì về khoa học thì chúng ta chưa có kiểm chứng được, nhưng mà về Phật pháp thì chúng ta cũng cũng biết à bé là có duyên với Phật pháp vậy thôi, mình nghĩ như vậy, cho nên bé làm những việc thiện thì tốt hơn, nhưng mà chúng ta cũng đừng có hóa lên cái câu chuyện này. Nhưng mà bây giờ quý khán giả biết sao không, bây giờ hiện tại là gia đình có bé Thường Lam thì nhiều cô chú anh chị lại muốn xin điện thoại để tại vì giống như là một hiện tượng lạ là mến mộ thì muốn tìm tới gia đình cha mẹ, nhưng mà thật sự bây giờ là sự áp lực của gia đình khi mà câu chuyện cô bé Tường Lam xảy ra thì mẹ bé cũng là đang rất là khó xử. Chính mẹ bé nói là bé không có học những cái bài kinh kệ đó ở đâu, không từ nguồn YouTube mà không có từ đâu hết, mà bé tự biết mà không biết thuộc từ lúc nào, không biết thuộc từ đâu, coi như là không biết cái nguồn nạp vào, tại vì mẹ bé ở nhà không có mở YouTube. Mà mẹ bé chia sẻ thật lòng là khi mà bé Tường Lam đã biết những cái bài kinh chú đó rồi đó, thì mẹ mới là mò lên là TikTok để xem lại, mà xem mà đọc 3 tháng trời chưa thuộc thì bé Tường Lam sẽ chỉ đó. Thì chúng ta thấy là xét về mọi mặt góc độ khoa học á thì bé là không khoa học đó, thì bây giờ chúng ta tin không học đi, mà nếu chúng ta tin là bé có học á thì thực sự là bé rất là thông minh, nhạy bén ha, học nhiều 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 ngày nhiều tháng nhiều năm thì con bé đó thuộc, giống như là hiện tượng bé Xuân Mai ngày xưa rồi dạy qua một lần là thuộc, dạy qua một lần là thuộc, kể cả giai điệu đều thuộc hết đó. Thì như thầy cũng như chúng ta cũng đã từng biết ở Việt Nam chúng ta hoặc là ở ngoài hải ngoại có nhiều nhân vật mà xuất hiện thì chưa biết chưa có đi học mà biết đọc chữ đó, đọc đọc cả tiếng Anh và đọc cả tiếng Việt đó, thì cái điều đó chúng ta cũng thấy là hiện tượng lạ đó. Và chính Phương Văn cũng 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 tiếp xúc một vài bé là khi chưa có đi học tiếng Anh mà đã biết tiếng Anh đó, thì có thể như mẹ nó không biết có học từ đâu mà cũng không ai dạy, mà ở nhà không ai biết nói tiếng Anh đó, mà cứ bé bé nói tiếng Anh thì bé bé nói rất là tốt, bé nói hiểu hầu như là muốn nói tiếng Anh thôi, không muốn nói tiếng Việt đó. Cho nên chính về sau này những cái đứa bé đó mà đi học á thì ba mẹ phải cho đi học tiếng Việt nhiều hơn học tiếng Anh để cho bé là biết tiếng Việt á, chứ không thôi ở nhà bé lười biếng nói tiếng Việt lắm, không có nói tiếng Anh không à đó. Thì Phương Văn đã từng gặp như vậy rồi. Ở hiện tượng bé Tường Lam thì chúng ta thấy bây giờ khi mà hiện tượng bé Tường Lam thuộc lào kinh Phật như vậy thì thôi chúng ta cứ nghe theo sự giải thích của thầy và biết rằng là bé có duyên với Phật pháp từ kiếp nào đó, và tới tới kiếp này thì bé vẫn còn nhớ và vẫn còn lưu lại. Còn nếu chúng ta nói về học thuộc lòng thì cũng 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 việc là chúng ta rất rất là ủng hộ bé Tường Lam học thuộc kinh Phật cũng như là làm những cái điều tốt và tâm hướng thiện. Nhưng mà bây giờ chúng ta thật sự ra mà nói chúng ta cũng chỉ dừng lại cái việc mà tìm hiểu theo dõi và biết vậy thôi. Chúng ta rất là ngưỡng mộ cái sự mà nhạy bén nhanh nhẹn để thuộc những cái kinh Phật như vậy, bởi vì bản thân của người lớn mà học hoài không thuộc, mà học mấy năm trời mà cũng không có thể mà rành mà còn đọc còn vấp lên vấp xuống như vậy nữa, thì thôi chúng ta có hai cái suy nghĩ, hai cái suy nghĩ của quý khán giả tùy thôi đó, từ cái cảm nghĩ của nhận của mọi người. Nếu như mà quý khán giả nào nói là tin vào Tường Lam là có kiếp trước và kiếp sau còn lưu lại còn nhớ lại, hoặc là bé Tường Lam rất là thông minh nhạy bén, thì tùy theo cái nhận xét của quý khán giả và cảm nghĩ của mọi người mà thôi. Nhưng mà thật sự ra để cho bé phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, và trong cái tuổi thơ của bé cũng được chơi đùa vui vẻ với tất cả bạn bè trong lớp
xung quanh bà con láng giềng đó, thì bé cũng rất là bình thường, chứ đừng có thần tượng quá là bé là một vị Phật Bồ Tát xuất hiện ha. Là cái việc mà vị Phật Như Lam xuất hiện vậy thì nó hơi 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 nghiêng về cái mê tín quá, mê tín với coi mà tuổi, coi tuổi xem tuổi rồi đó, với xem tuổi thọ rồi đó, xem tướng số của mọi người đó, thì nghiêng về hơi mê tín. Nhưng mà cái việc đó là chúng ta không có được kiểm chứng thôi, thì chúng ta hãy nghe, nghe thì để đó thôi, chứ còn chúng ta cũng đừng có mà giống như là thần tượng quá, để rồi mai mốt khi mà lớn lên chút nữa hoặc là sau này thì mình thần tượng quá như vậy rồi mình lại là không cứ như ý mình thì mình lại buồn và sụp đổ. Thôi thì Phương Văn xin phép hôm nay chia sẻ câu chuyện của bé Tường Lam tới đây, và mong rằng là tất cả quý vị khán giả thương yêu Phương Văn thì hãy ủng hộ mọi câu chuyện mà Phương Văn chia sẻ và bình luận. Mong quý vị khán giả là thương kênh Phương Văn Official cũng như là kênh Người Trong Cuộc. Đây là một ngôi nhà chung của YouTube. Phương Văn thành thật cảm ơn tất cả quý bà con, cô bác rất là nhiều. Còn câu chuyện của bé Tường Lam tiếp theo chia sẻ những cái trong thuyết pháp cũng như là đứng trước hàng ngàn Phật tử để giao lưu, thì Phương Văn xin phép được chia sẻ phân tích trong video tiếp theo. Một lần nữa Phương Văn cúi đầu cảm ơn tất cả các cô chú bác rất là nhiều. Chúc quý vị khán giả nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.